kính chào tất cả các bác. Từ đầu video giờ các bác có thể nghe chất âm rất tuyệt vời. Và đây là một cấu hình để cho các bác tham khảo tiếp. Chiếc âm ly có giá là 4.200.000 đồng, một dòng âm ly cổ của Sony Z7. Mọi tính năng hoàn hảo, mặt nhôm vàng chanh rất đẹp. $4.200.000, cực kỳ rẻ và tuyệt vời. Và em đang ghép nó với một đôi Chio chét còi và có cái mái đấy các bác. Em không biết được gọi là cái gì nữa, nhưng mà rất là hay. Thì cái đôi loa này nó cho ra chất tép và chất bát miên man vô cùng. Và cái thiết kế của nhà sản xuất cho cái tiếng tép nó đảo xuống dưới cái bát để cộng hưởng cho hiệu ứng sức tơ gieo thổi vào chúng ta rất là sướng. Và các bác có thể đeo tai nghe để cảm nhận tiếng rất hay, bát miên man. Đôi loa có giá là 4.700.000 đồng. Và con âm ly có giá 4.200.000. Một dàn tổng cộng là chỉ có 8.900.000 rồi các bác. 8.900.000 một dàn, cực kỳ hay các bác nhá. Ê căng đẹp như mới, chưa vệ sinh. Trong này có con chiếc còi các bác nhá, cái mái này gì, đùi bát rất là hay các bác. Hai lỗ thông hơi phía trước, bát 25. Và xin cảm ơn tất cả các bác trên toàn quốc. Từ sáng đến giờ thì nhà em đang hết công sức gói hàng, rất nhiều hàng gửi các bác các tỉnh. Và những bác đặt hàng bên em thì cứ yên tâm, hàng sẽ đến tay các bác trong ngày 1, ngày 2. Qua ngày lễ này bọn em sẽ gửi hàng cho các bác. Và các bác đừng quên, nhà em còn rất nhiều những chiếc băng nếch. Kìa, những chiếc băng nếch đang gói đi các bác. Những chiếc băng nếch chất lượng rất là tuyệt vời. Và đây là một dàn để cho các bác tham khảo. Giá chỉ 8.900.000 rồi các bác. Những đôi loa này là đôi loa cực đẹp các bác nhá. Đây là bẩn đó các bác. Nhìn thùng vách của nó rất đẹp. Hàng vừa về, bãi về mà chưa kịp vệ sinh. Cứ test đôi nào là đi đôi đấy. Nên là em test xong, các bác nào chốt em sẽ vệ sinh gửi cho các bác. Đấy, các bác có thể thấy tối ngày hôm qua em lên video kín nhà em, từ nhà em đang bắt đầu vãn vãn rồi. Rất là cảm ơn các bác. Rồi, xin chào các bác ạ.